Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi tiếp theo mà chúng tôi vừa nhận được. Một câu hỏi đến từ khán giả Nguyễn Giao Phương có số điện thoại 0934, 3 số cuối 147 ở Trà Vinh. Khán giả có hỏi về... Vâng ạ, chúng tôi vừa nhận được tín hiệu từ tổng đài 19006145. Và câu hỏi của khán giả Nguyễn Giao Phương thì chúng tôi xin được phép gác lại một ít phút nữa. Ngay bây giờ thì xin được kết nối với khán giả. Khán giả đang được kết nối với các chuyên gia tại trường quay. Xin mời khán giả. Alo ạ. Xin mời khán giả giới thiệu về mình và không biết là ngày hôm nay thì khán giả đang quan tâm đến lĩnh vực nào ạ? Tôi đang muốn hỏi là nhà tôi là có cây sấu và đậu bên đây 7 năm rồi, và bây giờ nó mổ hết cả thân cây, nó sâu thì vô rồi chứ không cái gì. Vâng, xin mời chuyên gia Đinh Văn Thành. Vâng, cái cây sấu của anh là hàng năm thì có quả không ạ? Mới ra quả mới hai thôi. Vâng. Cái mục ở trong ấy thì anh có bới ở cái chỗ cái thân cây ra thì nó có triệu chứng hay có vấn đề gì ở trong cái chỗ mục không, hay là nó chỉ là mục nát ra thế thôi? À. Vâng. Thế thì nó là thực ra là nó như thế này, cây sấu ấy thực ra thì cũng có thường xuyên là có các cái loại sâu nó phá ở thân. Thế và cái cây mà ngay kể cả những cái cây non 5 năm 6 năm cũng thế, là anh thấy là nó đào ở phía ngoài cái vỏ của cây sấu ấy là rất nhiều sâu. Đấy, cho nên là một là bây giờ chỉ khắc phục cái đấy là như thế này. Tất cả những cái mỗi một năm ấy thì anh đều là rắc hết những cái vỏ vỏ ra đấy, vóc rắc hết nó ra, đừng để cho nó có chỗ để cho sâu nó trú ngụ ở trong đó và nó gây hại. Kết hợp với cái chuyện là nếu mà anh làm vệ sinh hàng hàng năm cho cái thân cây, thế sau đó anh quét cái vôi nước ấy, anh quét vào từ khoảng độ 2-3 mét trở xuống, là anh cứ quét vôi bột hàng à, vôi vôi nước hàng năm thì nó cũng sẽ hạn chế được cái phá của cái con sâu. Thế còn những cái khi mà quá trình vệ sinh thân như thế, anh sẽ loại bỏ được rất nhiều những cái con sâu nó trú ngụ ở cái phần vỏ đối với cái cây sấu. Thì lúc ấy là mà khi mà anh phát hiện thấy rằng là có, nếu mà có đục thân thì anh có thể dùng cái móc của cái dây thép ấy, anh móc sâu vào cái đường đục ấy. Thế rồi anh lấy thuốc thuốc hạt anh nhét vào cái đường đục, rồi anh lấy giấy cái đất sét anh bít ở phía ngoài, thì lúc ấy nó cũng là một cái biện pháp mà là thường xuyên có thể là trừ được các cái loại sâu mà gây hại cho thân cây sấu anh ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia với những tư vấn hữu ích vừa rồi và xin được cảm ơn câu hỏi của khán giả. Chúc khán giả sẽ nhanh chóng khắc phục được cho vườn cây của gia đình mình.